Dũng Audi cho ô tô số 1 Hà Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi lên sóng cho anh chị em tiếp tục là một cái mẫu xe mới về, máy dầu chạy vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Và dòng SUV gầm cao 7 chỗ ngồi này thì rất là nhiều anh chị em ưa chuộng. Máy dầu chạy kinh tế, form dáng thì rất là giữ form giữ dáng. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái dòng xe này form dáng của nó vẫn cứ là đẹp, vẫn cứ là đẹp, giữ form giữ dáng rất là lâu. Đến thời gian gần đây bắt đầu mới thay đổi cái form dáng thôi, nhưng mà vẫn nhiều người thích. Và đây chính là một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất vào năm 2009. Số tự động, xe trang bị động cơ là 2.2, máy dầu bản MLX nhập khẩu, công nghệ thì cực kỳ là nhiều. Xe siêu đẹp, siêu chất với nhiều công nghệ. Với cụm đèn pha thì em này trang bị cụm đèn bi siêu sáng đến 2 đèn bi luôn. Có rửa đèn pha tự động nhá. 2 đèn bi luôn. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc. 4 la răng đúc đa chấu kép và xe được trang bị đến 4 phanh ABS rồi. Xi nhan thì được tích hợp trên gương. Và sơn si thì anh chị em có thể nhìn thấy đây. Sơn si của em này đời 2009 nhưng mà sơn si còn rất rất là đẹp luôn. Hiện tại thì Santa Fe nếu mà anh chị em mua mới thì phải tiền tỷ. Nhưng mà về với chợ ô tô của Dũng Audi thì em này chỉ còn vài trăm triệu thôi. Vài trăm triệu là anh chị em có Santa Fe máy dầu để đi rồi. Về công nghệ ở đằng sau thì em này trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau để nó sẽ cảnh báo va chạm sớm, cũng như là giúp cho anh chị em là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn. Chiếc này thì biển 30 Hà Nội này. Nếu anh chị em là Hà Nội mà thích Santa Fe mua chiếc xe này về thì chúng ta đỡ phải tốn thêm tiền đổi biển, bởi vì là ở Hà Nội thì đổi biển nó mất rất là nhiều tiền, cỡ khoảng 20 triệu, hơn 20 triệu cái tiền đổi biển cơ. Và đi sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thanh, form dáng, sơn si của chiếc Hyundai Santa Fe đời 2009, số tự động và xe trang bị động cơ là 2.2, máy dầu chạy vừa kinh tế, form dáng lại đẹp nữa. Xe thì siêu chất lượng luôn, siêu chất lượng, 7 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái. Bây giờ tại chiếc Hyundai Santa Fe đời 2009 này, bên em đang giao bán với cái mức giá là 465 triệu đồng. Tuy nhiên là giá thành thì vẫn còn có thể thương lượng thêm cho anh chị em. Nếu mà anh chị em thiện chí nhiệt tình gọi điện trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966 để thương lượng về giá cả. Hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận và đánh giá về chất lượng của cái mẫu xe này mang lại cho anh chị em. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất để review cho anh chị em về nội thất bên trong chiếc xe này. Nội thất của nó thì còn rất là đẹp luôn, nội thất còn siêu đẹp. Bắt đầu đi vào bên trong nội thất của xe này. Ở bên trong phần nội thất thì anh chị em có thể nhìn thấy đây, ghế da của em nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản, và cái ghế da nó còn cực kỳ là đẹp. Anh chị em có thể nhìn thấy là cái ghế da của em này rất là đẹp nhá. Táp ly táp lô các bác nhìn này. Đấy, phần táp ly đây. Xe vẫn còn rất là chất luôn. Hàng ghế sau cũng gọn gàng sạch sẽ. Ghế sau ghế trước đều gọn gàng sạch sẽ luôn. Đấy, hàng ghế sau đây. Và hàng ghế trước đây. Về phần trần thì em này trang bị là trần nỉ vẫn còn nguyên zin nguyên bản theo xe. Có luôn cả cửa sổ trời để cho các bác đi chơi đi du lịch, mở cửa sổ trời ra, hóng gió trời thì quá là mát mẻ luôn rồi, nhất là khi mà đi biển. Công nghệ cũng rất là nhiều. Xe đã được trang bị ghế điện hai bên, cả bên lái và bên phụ đều được trang bị được ghế điện nhá. Đều được trang bị là ghế chỉnh điện cả. Được chưa? Đó. Ghế điện đây hoạt động bình thường nhá. Hệ thống gương kính chỉnh điện, có cả cụm điện luôn. Gương kính chỉnh điện, cụm điện được trang bị đầy đủ. Còn trên vô lăng, đây các bác nhìn vô lăng này. Đấy, vân viết nổi rất là đều nhé. Vô lăng vân viết nổi rất rất là đều. Được chưa? Vô lăng còn rất là đẹp. Ở trên vô lăng thì một số chi tiết nó, một số cái đoạn ở trên vô lăng, đoạn này nó giả vân gỗ, nhìn rất là thích, rất là đẹp luôn. Và sờ vào vô lăng cũng rất là sướng. Đấy, vô lăng rất là sướng luôn nhá. Ở trên chiếc xe này thì bên em đã lên cho anh chị em cái màn Android cỡ lớn rồi. Đấy, để cho anh chị em nghe nhạc xem phim. Cái này thì chúng ta chỉ về mua thêm một cái sim 4G thôi,
lắp lên là ok luôn nhá, lắp lên là cứ thế là đi thôi, nghe nhạc, lên YouTube, xem phim video. Và camera hành trình cũng đã có sẵn rồi này. Đấy, màn giải trí rồi, camera hành trình đã có sẵn hết rồi, lên hết cho anh chị em rồi. Và trang bị là điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh nhá. Điều hòa của em này là điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh. Và trên vô lăng thì cũng được trang bị khá là nhiều chức năng ở trên vô lăng. Trên vô lăng cũng trang bị khá là nhiều chức năng ở trên vô lăng đây rồi. Và xe trang bị là túi khí an toàn trên khoang lái với hai túi khí an toàn, một chiếc trên vô lăng và một chiếc bên táp lô phần ghế phụ. Còn bây giờ thì em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe sau khi mà giới thiệu về trang thiết bị công nghệ sau. Em này có trang bị cả cửa gió điều hòa phía sau nữa nhá. Cửa gió điều hòa phía sau cũng được trang bị rồi. Bây giờ thì về mặt chất lượng của xe thì anh chị em nhìn này. Đấy, những cái phần ốc rằng cửa nó còn nguyên zin, nguyên zin luôn nhá. Lớp bụi màu theo thời gian thì vẫn còn nguyên, thấy chưa? Vẫn còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian. Và quay đến phần chỉ này, ở đây là phần chỉ thẳng tắp luôn nhá. Đấy, phần chỉ đây thẳng tắp luôn được chưa? Đấy, chỉ thẳng tắp luôn. Đấy, chỉ còn nguyên zin rồi. Sang phần cột, sang phần cột thì ở đây là cái con ốc bản lề gắn trên cột đây, thì nó chưa có hiện tượng là mở ốc nhá, chưa có hiện tượng là tháo ra. Đấy, những con ốc này, bản lề trên này, quay xuống cái bản lề dưới. Màu em này thì màu cũng khá là đẹp, nhẹ nhàng, màu khá là đẹp, nhẹ nhàng, êm ái luôn. Đấy, bản lề trên và bản lề dưới đây nhá. Đấy, rất là đẹp luôn rồi. Cũng tiếc là còn nguyên zin. Và xuống phần cánh sau để xem phần chỉ này. Cánh sau nhá, chỉ đây. Thằng tắp luôn. Và cũng không mất một cái phần chỉ nào. Ở đây thì cửa gió điều hòa phía sau đây này. Em sẽ được trang bị được cửa gió điều hòa phía sau đây. Về cái phần cánh cửa ở đây thì cái con ốc bản lề vừa lấy em đã review rồi, bản lề trên, bản lề dưới này gắn trên cột này. Cái này thì em chỉ quay qua thôi nhá. Đấy, nó còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian và chỉ trước thì còn nguyên zin nhá, chỉ trước thì còn nguyên zin. Về phần chassis cũng gầm, dòng xe này nó cũng khá là bền. Hyundai này chạy cũng rất là lành xe thôi. Nên là các bác nhìn này. Đấy, chassis cũng gầm của em nó các bác nhìn thấy đẹp chưa? Rất là đẹp nhá. Không có hiện tượng là han gì mới mọt như là vết hàn, vết cắt, mối ghép, mối nối nhá. Hyundai thì chạy cũng rất là lành xe, nên các bác nhìn cái phần gầm xe của nó còn cực kỳ là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn rồi. Đấy, đấy là gầm trước nhá. Lát nữa em sẽ review cái phần gầm sau cho anh chị em. Bây giờ thì em sẽ đi ra đằng sau của xe, bật cái cốp lên. Ở đây thì với một cái chiếc xe 7 chỗ ngồi, với một chiếc xe 7 chỗ ngồi thì khi chúng ta đi 5 người thì gần như là mẫu xe nào cũng vậy nhá. Gần như là mẫu xe nào cũng vậy, chúng ta gập cái hàng ghế sau này lại thì nó sẽ thành một cái khoang chứa đồ rất là rộng cho anh chị em. Đấy, chúng ta nếu mà đi gia đình có cả trẻ con thì chúng ta giải cái chăn xuống. Giải cái chăn xuống rồi đi đường dài thì cho các cháu nó ngủ dưới đằng sau này cũng cực kỳ là rộng rãi thoải mái luôn. Bằng chăn với gối đi thì ta hồ mà ngủ. Còn là hai bên máng nước thì em này thì cũng rất là đẹp luôn rồi nhá. Hai bên máng nước này rất là đẹp luôn rồi, thấy chưa? Form dáng thì không có hiện tượng là lệch lạc về form về dáng gì cả, rất là đẹp luôn rồi. Quay đến phần chỉ trong này, đây là phần chỉ trong nhá. Đấy, chỉ trong đây, chỉ trong nó cũng còn zin đét luôn. Đấy, phần chỉ trong nó cũng còn nguyên zin nguyên bản, còn zin đét luôn. Em đi xuống cái phần chassis cùng gầm bên dưới. Ở đây thì cũng như em đã nói rồi, cái dòng Hyundai nó chạy cũng rất là bền, cũng rất là lành xe luôn. Được chưa? Đấy, đó là so với những dòng xe khác. Còn về độ bền thì Toyota nó vẫn là một cái đỉnh cao rồi. Đấy, ở đây đây, các bác nhìn này, chassis cùng gầm các thứ của nó đây không có hiện tượng là han gì mới mọt nhá, cũng như là hàn cắt ghép nối là không có. Đấy, quá là mượt luôn rồi. Bây giờ thì em sẽ đi sang phần thân bên đi sang phần thân bên phụ này.
Thì ở đây tiếp tục review cho anh em, review cho các bác xem phần chỉ này. Đấy, chỉ đấy nhá, nguyên zin luôn và không mất một phần chỉ nào, được chưa? Không mất phần chỉ nào. Lên phần cánh trước bên phụ, tiếp tục là cái phần chỉ ở đây. Đấy, và cứ nhìn là nó thẳng tắp luôn này. Đấy, thẳng tắp luôn cái vết chỉ này, nó có thẳng tắp nhá. Đấy, xe thì xe tư nhân, gia đình sử dụng. Ở đây này, cái phần bản lề này, ốc A cũng chưa có hiện tượng nằm mở ốc nha. Bản lề gắn trên cột đây, ốc A cũng chưa có hiện tượng gì nằm mở ốc. Bản lề trên cũng như là bản lề dưới đây nhá. Bản lề trên cũng như bản lề dưới, nó zin đét luôn, ok chưa? Còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, còn phần ghế điện thì ở bên phụ đây, ghế điện cũng vẫn còn đấy nhá. Đấy, ghế điện hai bên luôn, ok chưa? Ghế điện cũng còn trang bị cả ghế điện hai bên, rất là tiện lợi cho anh chị em. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong khoa động cơ. Đấy, thì review cho bác là phần thân bên lái, đằng sau rồi bên phụ rồi. Review cả phần sắt xi không gầm luôn. Giờ còn nốt cái phần khoa động cơ thì em sẽ vào em review cho anh chị em nốt. Khoa động cơ thì nó quá trời là đẹp rồi nhá. Khoa động cơ thì quá đẹp luôn rồi. Hô gioăng, không có hiện tượng là chảy dầu chảy mỡ nhá. Không có một tí hiện tượng gì là chảy dầu chảy mỡ luôn, được chưa? Xem là xe có đâm đụng va chạm vào đâu không. Thì ở đây, bác nhìn này. Đấy, gân chìm gân nổi các thứ này, được chưa? Gân chìm gân nổi đây. Đấy, rất là đẹp. Còn ở đây thì cái logo của Hyundai này, logo của Hyundai vẫn còn nguyên. Và ốc cabo này, đây nhá, ốc cabo này nhá. Ốc cabo cũng zin đét luôn rồi, được chưa? Ốc cabo cũng zin đét luôn rồi. Ở bên này nữa này. Đấy, thì ở bên bản thân trước bên này, gân chìm gân nổi đây nhá, thẳng tắp luôn, được chưa? Còn gân chìm gân nổi này và phần ốc cabo anh chị em có thể nhìn thấy này, cabo đây rất là đẹp nhá. Máy 2.2 thì nó chạy cực kỳ là khỏe rồi. Nếu mà anh chị em vào là về mà phục vụ gia đình ấy, để phục vụ gia đình mà chạy đi chơi đi du lịch thì hết ý luôn, ao mà chạy. Vâng, và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể mọi người một chiếc Hyundai Santa Fe, dòng xe 7 chỗ ngồi, công nghệ thì hiện đại, form dáng thì rất là đẹp. Form dáng thì chưa bao giờ là lỗ thời với cả Hyundai Santa Fe cả, form dáng cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc 2009 phiên bản MLX nhập khẩu này hiện tại bên em đang giao bán là 465 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966 để thương lượng trực tiếp về giá cả, cũng như là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng ở lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Một lần nữa thì em xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.